Phúc Việt ô tô xin chào anh em. Giới thiệu đến em mình một em xe Ford Everest máy dầu đời 2006 anh em nha. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em cho em một đăng ký kênh cũng như một like. Nhớ nhấn chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới hoặc em có livestream thì thẻ thông báo đến anh em mình nha. Bên em là Phúc Việt ô tô, địa chỉ bên em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên em là 0936793793 và 0979777893. Bên em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thải ghế đến bên em hoặc liên hệ đến 26 để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Quay trở lại với em xe Ford Everest máy dầu. Em này là số sàn 2.5. Em này có turbo anh em nha, khá là tiết kiệm dầu, khoảng 6 đến 7 dầu anh em nha. Đèn anh em xem khá là sáng nè, mang nước sơn si màu đen phối màu vàng vàng đồng anh em nè. Lớp cũng còn khá dày anh em nha. Mâm ga lăng đúc. Đăng kiểm em này thì còn tới tháng đăng kiểm em này hết rồi, anh em sẽ bao đăng kiểm mới cho mình. Phim nhiệt về mưa lên đầy đủ cho anh em mình rồi, có bề thế chân luôn anh em nha. Keo chỉ thì liền lạc tắp bi anh em xem. Em này thì chỉ 187 củ khoai anh em nha. Bảo hành cho anh em mình là 3 tháng, bao anh em rút hồ sơ gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Có màn hình Android cho mình nè, camera hành trình nè. Đó, xe khá đẹp, ghế thì còn ghế dinh luôn anh em nha. Máy dầu thì mình chèo đèo lội suối cũng quá là ok anh em nha. Xe nè, gầm bề anh em xem, rất là chắc chắn, không mục mọt, không rò rỉ nhớt anh em nha. Đó. Xe khá là đẹp luôn, đầy đủ đồ chơi, anh em về chỉ việc đổ dầu chạy, không cần phải làm gì thêm. Xe khá là đẹp luôn anh em nè, rộng rãi, có cả điều hòa trần cho mình luôn. Gặp bề rất chắc chắn, không một mọt, không rò rỉ nhất anh em nha. Xong lắp cửa mất tiêu ta. Hay. Xe có gương điện luôn anh em nè. Vô lăng cũng còn khá đẹp anh em nha. Tapi nè. Keo chỉ thì là để em lên nổ máy cho anh em mình nghe. Máy dầu thì máy cũng khá là êm ái nha. Còn kéo thắng tay này nè, khá là xịn sò anh em nha. Quay khoang máy anh em mình xem. Máy hơi ù xíu nha anh em, nhưng mà được cái là tiết kiệm dầu anh em nha. Đó anh em, máy nè. Em này có phanh ABS nha anh em nha. Máy móc bên em bảo hành cho anh em mình là 3 tháng. Trong thời gian bảo hành anh em mình có lỗi trục trặc gì về máy móc, bên em sẽ cho thợ đến tận nhà sửa chữa cho anh em mình mà không tốn bất kỳ một chi phí nào hết anh em nha. Bên em là Phúc Việt Auto, địa chỉ bên em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên em là 0936793793 và 0979777893. Bên em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thì ghé đến bên em hoặc liên hệ đến số đó để được hỗ trợ tư vấn nguyên một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Ngoài ra bên em có thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao, số điện thoại thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao là 0969711441 anh em nha. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em cho em một đăng ký kênh cũng như một like, nhớ nhấn chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới sẽ thông báo đến anh em mình nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video của em. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo anh em nha. Phúc Việt ô tô xin chào anh em. Giới thiệu đến anh em mình một em xe Mitsubishi Zinger. Em này đời 2008, số sàn 2.4 anh em nha. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em cho em một đăng ký kênh cũng như một like, nhớ nhấn chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới hoặc em có livestream thì sẽ thông báo đến anh em mình nha. Bên em là Phúc Việt ô tô, địa chỉ bên em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại em là 0936793793 và 0979777893.
Anh em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thải ghé đến bên em hoặc liên hệ đến hai số đó để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Ngoài ra bên em có thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao. Số điện thoại thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao là 0969 711 441. Hoặc anh em có thể lên Google Maps em tìm kiếm Phúc Việt Auto là ra đúng định vị, đúng địa chỉ bên em anh em nha. Rồi quay trở lại với em xe Zinger. Em này là số sàn đời 208, số sàn 2.4 anh em nha. 100 cây thì rơi vào khoảng 12 lít anh em nha. Xe mang nước sơn si màu bạc khá đẹp luôn nè. Đèn khá sáng anh em nha. Đăng kiểm em này còn tới tháng 4 năm 2025. Mâm lớp nè, mâm lớp khá là dày anh em nha. Có thân đĩa cho mình luôn. À, phim nhiệt về mưa lên cho mình luôn rồi. Keo chỉ thì liền là tắt bên em xem. Khá đẹp anh em nha. À, xe thì trang bị cho mình màn hình rồi nè. À, xe có màn hình phụ đây nữa nè anh em. À, giải trí khá là ok. Ghế thì chủ cũ bọc lại cho mình khá đẹp anh em nha. À, vô lăng có cả túi khí. Em này chỉ 187 củ khoai anh em nha. Phim nhiệt về mưa lên đầy đủ cho anh em mình luôn rồi. À, khá là xịn sò anh em nè. Trần thì có điều hòa trần cho mình nè. À, xe này thì bên em bảo hành cho anh em mình là xe này bên em bảo hành cho mình là 3 tháng, bao anh em mình rút cổ gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn nha. Anh em mình xem gầm bệ nè, rất là chắc chắn, không một mọt, không rò rỉ nhất anh em nha. Khoang sau khá rộng rãi anh em nha. Đây mình đi 5 người thì mình kéo ghế lên mình chở hàng nè. Đó, khá rộng rãi anh em. Chỉ 187 củ khoai, anh em đã sở hữu một em xe 7 chỗ gầm cao, che nắng che mưa, đi chơi, đi du lịch. À, bảo hành cho anh em mình là 3 tháng, bao anh em mình rút hồ sơ gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Bao tranh chấp, bao phạt nguội. Anh em nào kết một em xe Zinger thì hãy ghé đến Phúc Việt Auto để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Anh em lên đến bên em xem xe mà chưa vừa ý điểm nào, bên em sẽ cho spa tút tát lại anh em nha. Xe bên em thì bảo hành cho anh em mình từ 3 đến 5 tháng. Trong thời gian bảo hành anh em mình có lỗi trục trặc gì về máy móc, bên em sẽ cho thợ đến tận nhà sửa chữa cho anh em mình mà không tốn bất kỳ một chi phí nào hết anh em nha. Ngoài ra bên em có thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao. Số điện thoại thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao là 0969 711 441 anh em nha. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em, cho em một đăng ký kênh cũng như một like. Nhớ nhấn chuông thông báo để một khi em ra video mới sẽ thông báo đến anh em mình nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video của em. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Anh em nha.